Quay em gì thì tôi ngủ bằng đây rồi. Bây giờ tôi ngủ bằng đây bây giờ. Ông quay em gì mà quay. Ông 7 cân. Dạy. Đấy, buôn làm anh ra. Số ngay là mày. Mày buôn ra trong chân người ta trèo ở đấy. Đưa nè. Cầm mày buôn ra bên bờ một chân này. Để ta trèo ở đấy vớt này lên. Con này con chấm đen. Ôi em đưa mẹ tí ấy. Bố bẩn con này con đeo khuyên bảo ấy. Dạ ơi, bố bẩn con này con đeo khuyên đi. Trời ơi, không bao giờ chăn dây. Mày hơi nơi tao đây nhả. Không mệt thì không ơi. Mệt tối tao chỉ. Ba cân lên mày đi rồi, 2 cân à? Em là con này đi cả cá bưởi, cá đầu tôm người. Dài như hỏa tiễn. Ờ con này phải 3 cân nhưng dài như hỏa tiễn, chả khác đéo cá dọn bể. Đi mẹ cái đuôi này nhá, nếu mà con cá đúng cá béo 7 cân. 3 cân đi, dài ơi. Không có thiết. Nào mang lên ở đây. Không không chỉ có thiết. Hỏa tiễn con 7 cân đấy. Bé thì bắt con thôi. Bay là đi bay là tốt rồi. Con đi làm tên con á. Nó thùng. Đây mày điên à? Tao có thùng thùng đấy. Rồi ôi. Anh đi cộng vậy. Rồi. Rồi. Con này sáng nó đi đâu ấy? Nó rửa trứng, rửa tật ra. Tôi đang điên cô ăn nhà mới nó gọi xiên lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.